Ave Danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Ave Danh. Hi, xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với bài học của cô ngày hôm nay. Và trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu lesson cuối cùng trong Unit 5, This is my nose. Đó là Lesson 6, Story. Và trong bài ngày hôm nay thì cô cùng với các em sẽ cùng nhau đi ôn tập lại này, khái quát lại những cái nội dung mà chúng ta đã cùng nhau học và ôn tập trong suốt Unit 5 vừa qua. Và đồng thời thì các em còn được đóng vai cũng như là thực hành hội thoại câu chuyện với các bạn trong lớp của mình nữa đấy. Các em đã sẵn sàng chưa nhỉ? Are you ready? Now, let's move on to task 1. Listen to the story. Các em hãy cùng cô lắng nghe một file audio ngay sau đây nhé. Listening 72. Listen to the story. Let's put on sunscreen. First, my arms. These are my arms. Now, my nose. This is my nose. That's right. Put it on your arms, your nose, your face, and your legs. Okay, Rosie. Look, Rosie. Oh, no. Rồi, các em đã nghe rõ đoạn hội thoại vừa rồi giữa Rosie và Billy chưa nhỉ? Bây giờ thì hãy cùng cô chuyển sang task 2, read and say. Hãy cùng cô đọc lại một lần nữa để chúng ta có thể hiểu hơn về câu chuyện này nhé. Trong đoạn hội thoại này là đoạn hội thoại giữa Rosie và Billy, đúng không nào? Rosie lúc này thì đang hướng dẫn Billy cách bôi kem chống nắng, đúng không nào? Và chúng ta thấy lần lượt này, Rosie giới thiệu này, they are my arms. Xong Billy lại nói là, these are my arms. Rồi sau lại đến, now my nose. Đây là mũi của tôi này. Đấy, xong Billy lại trả lời tiếp theo, this is my nose. Đây là mũi của tôi. Rosie thì đã nói là put it on your arms, your nose, your face and your legs. Tức là sao nhỉ? Bôi nó lên tay của bạn này, lên mũi này, lên gương mặt và lên cả chân nữa, đúng không nào? Qua đoạn hội thoại này thì các em có thể thấy là chúng ta được ôn tập về mẫu câu với these are và this is. Cùng với đó là các từ vựng về chủ đề, đó là các bộ phận trên cơ thể của con người như là nose, như là face, như là legs hay là arms, đúng không nào? Ok, vậy là các em cũng có thể là hiểu sơ qua về bài hội thoại này rồi. Bây giờ thì hãy cùng cô chuyển sang task 3, listen again and repeat and act. Hãy cùng cô lắng nghe lại đoạn hội thoại này một lần nữa nhé. Let's go. Listening 72. Listen to the story. Let's put on sunscreen. First, my arms. These are my arms. Now, my nose. This is my nose. That's right. Put it on your arms, your nose, your face, and your legs. Okay, Rosie. Look, Rosie. Oh, no. Rồi, các em đã nghe rõ hơn về đoạn hội thoại cũng như là hiểu hơn về nội dung của đoạn hội thoại này chưa nhỉ? Và cô có một nhiệm vụ nhá nhỉ dành cho chúng ta đấy. Đó là chúng ta sẽ cùng nhau đóng vai này hay là thực hành đoạn hội thoại này cùng với các bạn trong lớp của mình hoặc là với các thành viên trong gia đình nhá. Từ đó chúng ta có thể có cơ hội được luyện đọc thêm này và có thể là ghi nhớ ôn tập các từ mới cũng như là các cấu trúc mà chúng ta đã được học nhé. Các em hãy cùng thực hành ở nhà nha. Còn bây giờ thì hãy cùng cô chuyển sang phần practice để cùng nhau ôn tập khái quát các nội dung mà chúng ta đã được học. Bài đầu tiên này,
điền cái từ còn thiếu vào chỗ trống. Bây giờ cô đang có một đoạn hội thoại ngắn giữa Rosie và Billy. Rosie thì có hỏi là What is this? Billy này thì hãy nhìn vào hình minh họa của cô. Đó, nhìn hình mũi tên đang chỉ nhá. Dot 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 my nose. Đó. Bây giờ thì các em hãy giúp cô là đoán xem từ còn thiếu mà cô phải điền vào chỗ trống này là gì nhá. Là this. This is hay this are hay là this am các em nhỉ? À chính xác rồi, từ còn thiếu mà cô phải điền vào chỗ trống này chính là từ this is để hoàn thành câu this is my nose. Đây là chiếc mũi của tôi. Bởi vì sao các em nhỉ? Các em có thể giải thích được không? Bởi vì nose tức là cái mũi, tức chúng ta chỉ có một thôi đúng không nào? Mà chúng ta sẽ phải sử dụng, vì thế chúng ta sẽ phải sử dụng với cấu trúc câu với this is. Đúng rồi, chúng ta không thể dùng với this không, bởi vì như thế thì sẽ thiếu động từ to be đúng không nào? Hay là this are hay là this am thì lại không đúng ngữ pháp cấu trúc. Vì thế chỉ có đáp án duy nhất là đáp án B, this is thì phù hợp nhất trong hoàn cảnh này. Đến với câu tiếp theo nhé. Hãy chọn một từ này có chứa âm e trong bốn từ sau đây. Rồi, bây giờ hãy cùng cô đi đọc từng từ một nhé. Từ đầu tiên này, egg, quả trứng. Từ thứ hai, hat, cái mũ. Từ thứ ba này, leaf, chiếc lá. Và từ thứ tư, goat, chú dê. Bây giờ thì hãy cùng cô đoán xem là trong bốn từ này, từ nào có chứa âm e, các em nhỉ? À, không làm khó được các em đúng không nào? Từ có chứa âm e trong bốn từ này chính là từ, đó là từ egg, quả trứng đúng không nào? Very good. Đến với hình tiếp theo này. Bài tiếp theo là chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống này nhá. Cô đang có hình ảnh minh họa là với rất là nhiều những cái bàn tay đúng không nào? Vậy thì bây giờ cô đang muốn nói là đây là những bàn tay của chúng tôi, thì cô sẽ phải sử dụng đại từ chỉ định nào đây ạ các em? This, it, these hay là my? Không thể làm khó được chúng ta đúng không nào? Từ mà cô phải điền vào đây chính là từ these để hoàn thành câu These are our hands. Đây là những gì các em? Những bàn tay của chúng tôi đúng không nào? Chúng ta không thể sử dụng this, it hoặc là my. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có động từ to be là are, tức là để ở dạng số nhiều rồi. Vì thế những từ như this, it hay là my đều không phù hợp trong hoàn cảnh này. Và như cô đã từng giới thiệu với các em trong lesson 2 thì động từ are, động từ to be are và danh từ số nhiều thì chúng ta sẽ cùng sử dụng với đại từ chỉ định these đúng không nào? Các em đã nhớ lại một chút kiến thức chưa? Bây giờ thì cùng cô đến với bài tiếp theo nhé. Hãy lựa chọn một từ mà có chứa âm g trong hai từ sau đây. Đó là từ dog, chú chó và từ cat, chú mèo. Trong hai từ này thì từ nào có chứa âm g? Các em nhỉ? À, bài này cũng không thể làm khó được chúng ta đúng không nào? Từ có chứa âm g trong hai từ này đó là chính là từ dog, chú chó, bởi vì trong từ dog có chứa letter g ở ở âm đuôi và được phát âm là g g đúng không nào? Rất là dễ thôi đúng không các em? Bây giờ đến với bài tiếp theo nhé. Count, cô đang có một bức hình. Và bây giờ các em hãy giúp cô đếm xem là trong bức hình này đang có bao nhiêu quả táo và bao nhiêu chú vịt nhé. Đầu tiên này, cô đang không biết là trong này đang có bao nhiêu quả táo đấy nhỉ? How many apples? Đếm cùng với cô nào. One, two, three, four, five. Tức là chúng ta có five apples. 5 quả táo đúng không nào? Rất là dễ thôi. Tiếp theo là hình ảnh của chú vịt. Trong bức hình này thì có bao nhiêu chú vịt đây các em? Đếm cùng với cô luôn nào. One, two, three, four. Có four ducks. 4 chú vịt trong bức hình này đúng không? Rất là dễ thôi đúng không ạ các em? Vậy là chúng ta đã đi tới cuối bài học ngày hôm nay rồi.
Và trong bài học này thì cô cũng sẽ giúp các em tổng hợp lại kiến thức mà chúng ta đã được học trong suốt unit vừa qua nhé. Đầu tiên là các từ mới mà chúng ta đã được học này, các từ vựng về chủ đề các bộ phận trong cơ thể của con người như là arms là những cánh tay, nose đó là chiếc mũi, face là gương mặt, legs đôi chân, fingers những cánh những ngón tay và hands những bàn tay. Ngoài ra thì chúng ta cũng được ôn tập các letter, đó là letter A, letter B, letter C và letter D. Trong đó letter A thì chúng ta được ôn tập từ vựng apples, quả táo. Letter B chúng ta được ôn tập về từ vựng bat, cái gậy này. Letter C là cat, chú mèo. Và letter D, dog, chú chó đúng không nào? Tiếp đó là chúng ta cũng được ôn tập letter E, letter F, letter G và letter H. Trong đó letter E thì chúng ta được ôn tập với từ egg, quả trứng, fig, quả sung, goat, con dê và hat, chiếc mũ đúng không nào? Ngoài ra thì chúng ta cũng được ôn tập về các từ vựng có chứa âm đuôi hay còn gọi là ending sound với letter B đó là từ top, bồn tắm này. Letter D đó là bird, chú chim này. Letter F, leaf, chiếc lá này. Và letter G, dog, chú chó đúng không nào? Cùng với đó là chúng ta cũng được ôn tập các số đếm từ 1 đến 5. Một là one, hai là two, ba là three, bốn là four, năm là five. Trong đó chúng ta phải hết sức lưu ý này. Số 1 khi đi với bất cứ danh từ nào chúng ta cũng sẽ để ở dạng số ít. Còn với số 2, số 3, số 4, số 5, 2, 3, 4, 5. Khi mà đi với các danh từ thì chúng ta sẽ để ở dạng số nhiều các em nhé. Rồi, và đặc biệt là chúng ta cũng được học thêm về cấu trúc với this và these. Trong đó, this và these đều là những đại từ dùng để nói về người hoặc là vật khi mà nó đang ở gần người nói hoặc là người viết đúng không? Trong đó này, this is thì chúng ta sẽ cộng với danh từ số ít, dịch nghĩa là đây là để nó bổ nghĩa cho một người hoặc một vật. Các em nhớ nhá, this is thì sẽ cộng với danh từ số ít. Ngược lại với these thì sẽ cộng với động từ to be are và cộng với danh từ số nhiều, được dịch là đây là những cái gì đó hoặc là những cái này là cái gì đó đúng không nào? Và được bổ nghĩa cho nhiều người hoặc là nhiều vật cùng một lúc nhé. Các em đã rõ về sự khác biệt giữa cách sử dụng của this và this are chưa nhỉ? Hãy luôn luôn lưu ý này, this thì cộng với danh từ số ít, còn these are thì cộng với danh từ số nhiều các em nhé. Vậy là chúng ta đã kết thúc bài học ngày hôm nay rồi. Cô mong là bài học này sẽ thực sự bổ ích với chúng ta và cũng đừng quên luyện tập ở nhà để có thể thành thạo hơn các kiến thức mà chúng ta đã được ôn tập và học tập nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.